Cái học làm giàu ấy nó chỉ chiếm có 20% thành công thôi. Cái mối quan hệ nó mới chiếm đến 80% thành công của anh em về tài chính. Chúng ta nhớ lại cái biểu đồ này một chút để chúng ta không bị rơi vào những cái ảo tưởng ở ngoài kia đây. Ảo tưởng này. Chúng ta nhớ đến cái nhóm của chúng ta một tí nào. Rồi. Chúng ta nhớ đến cái nhóm này một tí. Có mấy cái ngưỡng như này. Cái ngưỡng đầu tiên là 200 triệu tổng tài sản. 200 triệu tổng tài sản. Cái ngưỡng thứ hai 2 tỷ tổng tài sản. Ngưỡng thứ ba là 20 tỷ tổng tài sản. Và ngưỡng cuối cùng là trên 20 tỷ. Dưới 200 triệu, từ 200 triệu đến 2 tỷ. Đầu tiên mình định vị cho tôi là điểm A, mình đang ở đâu trong tổng tài sản. Vậy thì đầu tiên ở đây nếu anh em đang thuộc về cái nhóm 55% xã hội này, nhóm 55% dân số này. Đây là nhóm nghèo 55% là nhóm nghèo Nhóm này tổng tài sản anh em còn nhớ họ chiếm bao nhiêu phần trăm không? Bao nhiêu? 1,3% rất ít luôn Đông thì đông Nhưng mà tài sản lại cực ít Có 1,3% tài sản thôi Đấy Người thì đông Nhưng mà tài sản thì ít Có 1,3% tài sản Tổng tài sản xã hội 55% chiếm 1,3% tổng tài sản xã hội Anh em còn nhớ con số này thế nhỉ? Nhớ không? Rồi Thế thì bây giờ cái hành động của các bạn ở đây trong nhóm này là gì Cái nhóm này đã nghèo thì lại dễ tổn thương Vì ham giàu, ham giàu quá Ham giàu nhanh quá Nhóm này là ảo tưởng sức mạnh nhất là cái nhóm này đây Nhóm này nguy hiểm nhất Càng nghèo càng vùng vẫy nó lại càng lún sâu vào cái 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 nợ này Thế nên là anh em ở cái nhóm 5 năm này Chú ý cho tôi một cái việc như này Thứ nhất là không có cái học làm giàu đâu Vì đứng ra là học làm giàu nó không dành cho mình Vì thế này Cái học làm giàu ấy nó chỉ chiếm có 20% thành công thôi. Cái mối quan hệ nó mới chiếm đến 80% thành công của anh em về tài chính. Nhớ cho tôi cái đó. 80% cái thành công của anh em nó đến từ tài chính. Cho nên là tại sao cái nhóm thiểu số đầu tiên ấy tôi lại không nói các bạn đi học. Mà tôi lại cứ giới thiệu anh em gặp anh em này gặp anh em kia. Vì đấy là những cái người mà gần gũi nhất với cái mình. Họ là những cái người cũng là người bản. Họ cũng sống ở bản. Họ đồng cảm với mình hơn. Chứ bây giờ nói giữa mấy ông thành phố này thì đồng cảm hiểu làm sao được. Tôi là cái người đồng cảm được Bởi vì tôi dành nhiều thời gian ở trong các bản Các bản các làng Anh em ở bản nào nói tên là tôi còn biết Mô tả đường tôi còn đến được Bây giờ mô tả đường trên thành, trên bản đồ còn chả mô tả được Mà tôi nói được cái nhà đấy có cái làng đó Có cái chỗ đó tôi còn nói Tôi thuộc đường thuộc xá nha anh em Thì tôi thông cảm được thôi Chứ bảo bây giờ mà tôi hiểu cuộc sống thì cũng không hiểu được Chỉ là một du khách lướt qua hàng ngày làm sao hiểu hết được Có cái sự đồng cảm nhất định nào đó Thế thì nhóm ở đây Là tuyệt đối là không có rút Tiền ra làm cái gì hết được đồng nào thì mua đất quanh nhà tôi nói lại nhé được đồng nào là mua đất quanh nhà mua đất ruộng được đất vườn được mua đất quanh nhà được đồng nào thì cố gắng gom vào mua đất quanh nhà nhớ chưa mua đất quanh nhà mấy ông nông thôn thế bùng bản cũng thế mà nông thôn cũng thế mua đất quanh nhà tôi nói đây là ví dụ như là ông Quang đây này cách đây 14 năm 15 năm trước là đi nước ngoài bán đất đi xong đi nước ngoài xong bây giờ quay lại làm sao mà mua được lại cái mảnh đất đấy nữa có làm giàu ở, ở đâu trên thế giới quay lại cũng không mua được cái mảnh đất đấy nữa cho nên anh em chỉ cần nhớ là mua đất quanh nhà mua xa là dễ bị lửa mua xa nhờ công kia là tự từ, từ trên kia xuống đấy là là từ từ trên yên minh mà đi xuống du già mua là hơn trăm cây số sao hiểu được mà mua cứ nghe nó bảo nó làm đường nó làm du lịch du lịch tốt nhất là du lịch tại nhà mình homestay tại nhà mình cho nên mua đất quanh nhà mà làm homestay Ông cứ nghe lời tôi ông mua đất quanh nhà tôi Rẻ Cái việc người bản mà xuống đây mua là công hơn hẳn cái chỗ này rồi Chỉ cần nhớ cho tôi cái chỗ này thôi Chứ bây giờ mà đi học xuống đây xong lại gặp cái thằng bên cạnh nó bảo mua đất cạnh nhà tao đi là thua đấy Không làm gì được Không làm cho đất nó sinh sôi nảy nở được Trồng ngô trồng khoai cũng được Nó dễ dễ xử lý Chứ bây giờ lại xuống đây xong lại bán đất đi Xong lại đi mua cái này kinh doanh cái kia là hỏng hết Không bao giờ lại được đâu Anh em cứ nhớ cho tôi đóng khung cái chỗ này vào Mua đất quanh nhà bàn cũng được, phố cũng được, phố cũng mua đất quanh nhà cũng được. Mua đất quanh nhà thì mình mới thuộc được. Mình cắm được cái rùi đấy rồi xong mình cứ mua xung quanh, mua dần xung quanh. Thứ hai này, tuyệt đối không có nghe ai mà bỏ tiền ra mua nhiều hàng để được chiết khấu giảm giá cả. Không bao giờ làm cái việc này nữa. Bây giờ với TikTok shop anh em không cần làm cái này. Đấy, bán được thì các ông đi giao hàng. Không bán được thì không có tiền. Cho nên phải ngồi nỗ lực live stream đến khi nào bán được thì thôi Thứ ba là chọn cái hàng hóa mà nó gần với cuộc sống của mình Thì mình dễ hiểu dễ bán Như tôi là bán đồ điện tử là dễ bán Bán sách là dễ bán Bán thịt trâu là dễ bán Đấy là mấy cái món nó gần gũi với mình thì mình bán được Rồi đấy là cái nhóm mà Anh em nào đang chưa có tổng tài sản mà chưa được cái ngưỡng này Thì bây giờ bà có đi học Phạm Thành Long nữa không Thì cũng không luôn cho tôi Thật sự các anh chị em là không luôn Mà chỉ học kênh youtube Và hỏi đáp với tôi trong các live stream Đây là con đường tốt nhất dành cho anh em Không cần phải học ai cũng không cần phải học tôi Tôi giúp anh em bằng cách là video và live stream hàng ngày với anh em Trên các nền tảng tiktok cũng có Youtube cũng có Facebook cũng có Anh em vào cái địa chỉ như thế này là khi nào tôi live stream là tôi biết này Long.vn gạch chéo Zalo Đấy là cái địa chỉ nhóm Zalo Thì khi nào tôi live stream thì tôi thông báo Long.vn gạch chéo Zalo Là có live stream là tôi thông báo Thứ hai là bật chuông lên Tôi live stream trên Youtube, trên fanpage, trên tiktok Bật chuông lên Là khi tôi live thì nó nhắc trên điện thoại Nhắc thì phải xem Nếu mà nhắc vài lần mà anh em không xem là nó không nhắc nữa Đấy nó nhớ là cái chỗ đấy Nhắc là phải xem Bỏ vài lần không xem ấy Là nó không nhắc ở đâu Bật chuông lên và phải nó nhắc là phải xem thì đấy là cái cách mà tốt nhất live stream tôi hỏi đáp với tôi Chứ live stream mà các anh không vào hỏi đáp ấy thì cuối cùng là là lại mấy ông làng phèng vào thì cuối cùng hỏng hết live stream của tôi Thế thì anh em hỏi đáp nhiều lên thì mấy ông làng phèng lại ngồi yên nghe Còn anh em không hỏi đáp gì cả thì mấy ông làng phèng lại comment đấy. Thế thì đấy là cái cái con đường tốt nhất cho anh em ở trong cái nhóm này là Làm thế nào cho đến khi nào anh em vượt qua được cái ngưỡng này thì thôi Thì lúc ta tính tiếp với nhau Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.